nhà nước ta như đã Đảng đã nhiều lần khẳng định là nhà nước mà tất cả quyền lực của nó là của nhân dân. Nhà nước quản lý giữ vai trò làm phương tiện hay điều kiện để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong công việc quản lý đất nước và xã hội. Em đến với phần thứ ba, đó là nhân dân làm chủ để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và vai trò của quản lý nhà nước. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý để nhân dân làm chủ chứ không phải để làm chủ thay dân. Dân chủ sẽ là nhân tố quan trọng góp phần cho tính đúng đắn của sự lãnh đạo của Đảng và đảm bảo cho việc giữ gìn bản chất của dân do dân vì dân của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước quản lý xứng đáng là những thành tố quan trọng trong bộ ba của cơ chế tổng thể Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Và sau bài trên em đúc kết lại một mặt khẳng định vai trò của các thành tố hợp thành, mặt khác cũng chỉ ra tính biện pháp khách quan với chúng. Thank you.
tower has been destroyed. Keep an eye on Slayer! Keep an eye on Slayer!
ông rừng nó chán quá. Destroyed!